Sáng ngày 13 tháng 3, Đoàn Thanh niên phường Trần Nguyên Hãn phối hợp với Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã tổ chức ra mắt mô hình sân chơi dân gian, giáo dục lịch sử địa phương, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Dự chương trình có các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đại diện Đoàn Thanh niên phường, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng hơn 1.400 học sinh của trường. Tại chương trình, Đoàn phường đã ra mắt mô hình sân chơi dân gian. Theo đó, mô hình được bố trí ở những khoảng không gian phù hợp trong sân trường. Bằng sự sáng tạo và khéo léo của đoàn viên thanh niên phường và các cô giáo đã kẻ vẽ trang trí bắt mắt và cuốn hút các trò chơi như ô ăn quan, nhảy lò cò, chơi chuyền, tạo sân chơi an toàn lành mạnh, thư giãn, tăng cường giao lưu học tập, đặc biệt giúp thiếu nhi hạn chế sử dụng điện thoại, trò chơi điện tử, có thêm nhiều hứng thú trong giờ nghỉ giải lao sau những tiết học căng thẳng, giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các tổ dân phố trên địa bàn phường, tiếp tục sáng tạo thêm các mô hình, cách làm mới, góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Tiếp đó, Đoàn Thanh niên phường đã trao tặng bộ đồ chơi dân gian cho các em học sinh. Cũng tại chương trình, các em học sinh đã được tìm hiểu về lịch sử văn hóa của phường và thành phố, từ đó giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các em. Cuối chương trình, các khối lớp trở về khu vực các trò chơi dân gian, tham gia các trò chơi kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, nhảy lò cò, chắt chuyền, hòa cùng không gian văn hóa truyền thống của dân tộc.